Đức Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Martha thưa, con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa, thưa thầy vâng, con đã tin thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chắc chắn hôm nay khi trở về đây trong những ngày đầu tiên của tháng 11 cầu nguyện cho các đẳng linh hồn với thánh lễ tại nghĩa trang, mỗi người chúng ta đều mang trong mình một cảm xúc nào đó. Trong trí nhớ của tôi lúc này, và chắc chắn cũng là của mỗi người chúng ta, là những hình ảnh của ông bà, cha mẹ, những người thân ùa về, làm trào dâng những cảm xúc và những suy nghĩ trong tâm trí chúng ta. Những cảm xúc ấy làm cho những giọt nước mắt từ đâu đó chảy ra và rơi trên mảnh đất nghĩa trang này, nơi an nghỉ của những người đã cùng chúng ta ăn một mâm cơm, đi chung một con đường và sống chung trong một căn nhà. Thật đúng như thế, vì có những giọt nước mắt của niềm vui cho tình yêu dạt dào, cũng có những nước mắt của nỗi buồn nhung nhớ, nước mắt của ăn năn hối hận vì không một lần nấu cho cha hay cho mẹ một chén cháo, một bát canh. Thế mà giờ đây các ngài đã khuất bóng. Nước mắt thay cho những lời xin lỗi, cầu mong sự tha thứ của đấng sinh thành. Nước mắt của ân tình hiếu nghĩa, mà không thể không có những giọt nước mắt của đức tin đang mong chờ ngày sống lại vinh quang của mẹ cha và mọi người đang an giấc. Những giọt nước mắt ở nghĩa trang là những lời tiễn biệt. Tiễn biệt người đã chết, người vĩnh viễn ra đi. Tiễn biệt một người cha, người mẹ mà chẳng bao giờ mình gặp lại khuôn mặt thân thương ấy trên trần gian. Tiễn biệt một người chồng, người vợ mà nhiều năm qua đã cùng nhau chung sống trong tình yêu và vun đắp xây dựng hạnh phúc gia đình và chăm lo cho con cái. Tiễn biệt những người con mà đúng ra người con ấy phải sống để đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thế mà lúc này không còn nữa. Cái chết là một sự thật không cần bàn tới. Bất cứ ai rồi cũng phải chết. Cái chết thật đáng sợ. Đáng sợ vì nó quá bất ngờ. Nhưng đáng sợ hơn lại là tình trạng của người đó sau cái chết. Chúng ta có băn khoăn và lo lắng lắm không khi năm nay chúng ta đứng trong nghĩa trang này, trước ngôi mộ của người thân? Chúng ta làm gì cho họ khi họ đã khuất bóng? Trước tiên,
Tôi xin mời mọi người hãy thắp lên niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Tin rằng tất cả mọi người dù còn sống hay đã qua đời đều được thụ hưởng lời cầu nguyện của Đức Giêsu mà Thánh sử Gioan đã ghi lại. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Vì tất cả mọi người được rửa tội, còn sống hay đã qua đời, nằm trong nghĩa trang này hay ở bất cứ nơi đâu, là tổ tiên, ông bà, cha mẹ hay vợ chồng, con cái của từng gia đình chúng ta đều được hưởng nhờ lời cầu nguyện tuyệt vời này. Vì tất cả đã trở thành môn đệ của Đức Kitô qua dấu thánh giá được ghi trên trán, là người thuộc về Đấng đã chết và phục sinh. Họ không chết, họ cũng đang cùng với Đức Kitô trên quê trời. Sự ước ao và mong mỏi của Đức Kitô đã thân thưa với Chúa Cha của Ngài chắc chắn sẽ được Chúa Cha nhận lời. Hơn nữa, Đức Kitô còn trở thành người bênh vực cho chúng ta không trừ một ai. Đó là điều mà hôm nay tôi mời cùng mọi người xác tín và tạ ơn Đức Giêsu, vì Ngài đã làm tất cả cho chúng ta, cho ông bà, cha mẹ, cho tổ tiên, những người đã ra đi trước chúng ta. Thứ đến, chúng ta cùng nhau sống lại tâm tình nhân bản của con người mà giới răn thứ tư đã dạy chúng ta: con ơi, hãy thảo kính mẹ cha. Là con cháu được tình yêu mẹ cha cho hiện hữu trên trần gian, đang đứng trước mộ phần của cha mẹ, là vợ chồng trong tình yêu nên một của bí tích hôn nhân, đang đứng trước ngôi mộ của người bạn trăm năm, và cám cảnh thay là tình yêu của người cha người mẹ trước mộ phần của người con yêu quý của mình. Tất cả những hình ảnh của những người thân yêu ấy đang hiện rõ trong tâm trí của từng người. Chúng ta làm gì cho họ? Chúng ta nói gì với mẹ cha của chúng ta, với người chồng, người vợ và với người con đã vội vã ra đi? Điều chắc chắn làm đẹp lòng các ngài là dâng lễ và cầu nguyện cho các ngài. Ngài xin lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa qua của lễ của Đức Kitô trên bàn thờ, tha thứ mọi tội lỗi lầm lỡ, kể cả những thiếu sót nhỏ nhất của họ, mà đưa họ về hưởng nhan Thánh Chúa. Hãy sống trọn vẹn tình yêu của mỗi người chúng ta với họ. Tôi nài xin mọi người cùng thắp lên một ngọn nến, một nén nhang đặt trên ngôi mộ của người thân một lẵng hoa để cầu kinh, để nói lên đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, để xin lỗi vì những lời nói, cử chỉ và hành động mà khi họ còn sống chúng ta đã xúc phạm đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ của những người con, làm cực lòng mẹ cha, làm cho cha mẹ phiền lòng, để giọt nước mắt âm thầm kia đã rơi trong đêm tối vì tủi thân khi còn sống. Có thể là những việc giúp đỡ đáng ra chúng ta phải làm cho cha mẹ, ông bà hay vợ chồng khi họ cần đến trong những lúc ốm đau, bệnh tật, ngay cả trước khi nhắm mắt mà chúng ta cũng ngoảnh mặt không làm.
nấu cho các ngài một chén cháo, bưng bê cho các ngài một chén cháo canh, rót cho các ngài một ly nước, và thậm chí múc từng muỗng nước để giúp mẹ cha ông bà đỡ khát trong những giây phút cuối đời. Chỉ một chút thôi chúng ta cũng không làm, mà có làm chăng thì lại cằn nhằn khó chịu, hoặc buông ra những lời khó nghe, nếu không muốn nói là chửi rủa ông bà cha mẹ của mình. Tất cả và tất cả như gói lại trong nén nhang, nơi bó hoa và nọt ngọt nến trước mộ kia, để thầm thì câu kinh khấn nguyện cho các ngài, và nói lên lời xin lỗi phát ra từ tấm lòng ăn năn hối hận của những người con, người cháu, người vợ, người chồng. Con xin lỗi mẹ cha, anh xin lỗi em, và xin tha thứ cho con, vì giờ con mới hiểu, mới biết phải đáp đền công ơn mẹ cha, vợ chồng thì lại không còn. Để cảm ơn mẹ cha vì công trình hùng vĩ mà cha mẹ đã làm cho mỗi người chúng ta, công ơn sinh thành dưỡng dục, làm sao chúng ta có thể đáp đền cho hết và cân xứng. Cảm ơn mẹ cha vì đã cho con hiện hữu trên đời bằng chính tình yêu, hy sinh và từ bỏ của mẹ cha mà con có được ngày hôm nay. Cảm ơn vì nhiều những công ơn cao dày mẹ dành cho con, làm sao con kể xiết. Xin cúi đầu thầm cảm ơn và quyết tâm sống xứng đáng là con của cha mẹ. Thắp lên một ngọn nến, đặt vào một lẵng hoa, cắm lên một nét nhang, để nhớ lại những ngày đầm ấm yêu thương trong mái nhà của gia đình mà con được lớn lên, của những bữa cơm chan chứa tình mẹ cha và anh chị em, mà hôm nay con không sao có được những bữa cơm ấy vì mẹ cha đã khuất bóng, của những lời khuyên dạy đẫm thấm tình mẹ cha mà không một lời của trách hay đòn vọt. Mà nếu có của trách đòn vọt chăng, là để con thực sự trở thành người sau này có ích cho gia đình, cho giáo hội và xã hội mà con đang sống. Của những lần mẹ cha hy sinh cho những bữa cơm ngon, những thức ăn giàu dinh dưỡng, những khổ cực mà mẹ cha chấp nhận hy sinh vì chính bản thân con. Và còn để nhớ, nhớ và nhớ nhiều nữa những kỷ niệm mà khi còn bé, con được ngồi trên vai cha, nhún nhảy trên lưng mẹ, được mẹ cha ấm ôm vào lòng. Tất cả hôm nay, nơi phần mộ này, con xin nhớ lại để khắc ghi và không quên công ơn cao dày ấy. Và để con quyết tâm sống thật tốt, thật xuất sắc di sản đức tin mà mẹ cha đã để lại cho con, con không thể nào làm hoen ố hay phai nhạt đức tin ấy. Và cũng để con trở thành người thực sự, một con người có ích cho gia đình mà con đang sống, với vai trò là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, như mẹ cha ngày xưa đã sống. Một con người có ích cho giáo hội, sẵn sàng phục vụ tha nhân và xả thân vì chính nghĩa, để cho danh Chúa được cả sáng và mọi người biết đến. Xin đọc lại nơi đây bài viết mẹ tôi. Tôi chào đời chưa được 3 tháng, ba đã bỏ mẹ và anh em chúng tôi ra đi, không kịp nói lời trăn trối. Vào cái đêm mùa xuân năm 1968,
họ đến nhà bắt cha tôi đi và không một lời giải thích, mặc cho mẹ và bà nội tôi khóc lóc van xin. Một phút sau, họ đã lấy đi mạng sống của cha tôi bằng một tiếng súng nổ. Bà nội ngất xỉu, còn mẹ tôi chết điếng cả người. Anh chị tôi chạy ra, thấy cha tôi nằm bất động trên vũng máu. Từ đó, chúng tôi mất cha mãi mãi. Với cái tuổi 31 và 5 đứa con còn nhỏ, một mình mẹ tôi thân cỏ lặn lội nuôi con, lo phụng dưỡng bà nội vì cha là con út trong gia đình. Lúc đó anh hai tôi được 12 tuổi. Anh kể cho tôi, anh kế tôi mới hơn tôi 1 tuổi. Cuộc đời của mẹ tôi sang một bước ngoặt mới đầy gian nan và đau khổ. Thương chúng tôi, giấc ngủ của mẹ mỗi ngày một ngắn lại. Mẹ phải ra đồng từ rất sớm, khi mọi người còn ngon giấc. Trên vai mẹ là cái ách của 2 con trâu để đi bầy cày, đi bừa. Lẽ ra là những việc nặng nhọc ấy chỉ dành cho đàn ông. Lúc chúng tôi ngủ dậy, mẹ đã xong một buổi làm trở về nhà. Mẹ nuốt vội chén cơm nguội để ra đồng tiếp tục công việc khác cùng với mọi người. Ngày qua ngày cứ thế, mùa nào việc nấy, ra hết đồng thì ở nhà xay lúa giã gạo. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đè nặng trên vai gầy yếu của mẹ. Cực là như vậy, nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ than thở một lời. Mẹ chỉ tủi cho số phận, sao cha lại bỏ mẹ đi sớm. Mẹ hay khóc một mình mỗi khi đêm về. Sau khi cha mất, mấy anh em của tôi muốn mẹ ra khỏi nhà nội họ vì tìm mọi cách hành hạ, hạch sách đủ điều đuổi mẹ tôi đi. Kể cả cháu của cha cũng chửi và lẫn lướt mẹ tôi. Đau khổ tột cùng, nhiều lần mẹ định ra đi. Ngoại thấy mẹ khổ quá, muốn mẹ trở về chung, nhưng còn 5 đứa con nhỏ, mẹ phải làm sao? Bởi ngoại nghèo và đông con, mẹ đành gồng mình chịu đựng, sống cảnh mẹ quá và 5 đứa con côi cút, khổ sở trăm bề, nói sao cho hết. Tôi lớn lên, chứng kiến bao khổ cực của mẹ. Thương mẹ, tôi chỉ biết khóc. Mẹ quá chồng, tuổi còn rất trẻ. Có nhiều người đàn ông muốn mẹ làm vợ lẽ, kể cả bác tôi. Nhưng mẹ tôi không bằng lòng vì sợ chúng tôi bơ vơ. Sau đó, họ kiếm đủ chuyện làm khó mẹ tôi đủ điều. Vào đêm Giáng sinh 1976, nội tôi đột ngột bệnh tim qua đời. Mọi người đổ tội cho mẹ tôi. Mẹ uất ức trong lòng đến tuyệt vọng. Lúc này anh hai đã lớn, đứng ra bênh vực cho mẹ. Và mọi việc nặng nhọc từ đó anh hai đỡ đần. Anh Tư được 13 tuổi lâm vào căn bệnh nan y. Thời đó chỉ có thuốc giảm cơn đau, chứ không có thuốc điều trị. Mỗi lần lên cơn đau, anh ngồi, anh ngước mặt lên thở dốc. Cả nhà không ai ngủ được bởi vì tiếng thở lớn lắm. Mẹ tôi ngồi nhìn con mà quặn thắt cả lòng vì không thể làm được gì cho anh. Chờ đến sáng, mẹ đi xuống huyện mua thuốc. Đoạn đường đi khoảng 10 cây số, mẹ phải mất hơn một buổi mẹ mới về tới nhà. Rồi mẹ còn chạy khắp nơi tìm thuốc cho anh, đưa anh đi Sài Gòn điều trị. Cầm cự đến năm 19 tuổi,
anh cũng bỏ mẹ ra đi. Trong lúc mẹ đi mua thuốc chưa kịp về, mẹ đau buồn bỏ ăn mấy ngày và lâm bệnh. Hàng xóm đến thăm an ủi, động viên, ngày qua ngày mẹ cũng nguôi ngoai. Sợ chúng tôi thiếu thốn, ngoài việc đồng áng, mẹ còn chăn nuôi heo gà vịt và đi mua dừa khô về để sấy thêm, kiếm tiền thu nhập cho chúng tôi ăn học. Có một hôm, mẹ và anh đi bằng xuồng lớn băng qua sông mua dừa. Khi trở về không gặp may, gặp phải sóng to gió lớn, mẹ hốt hoảng vô cùng. Nhưng mẹ cố bình tĩnh giữ chặt tay chèo để đối phó với cơn sóng. Cơn sóng dịu lại, cuối cùng mẹ và anh trở về nhà bình an. Từ đó mẹ bán xuồng và không dám đi qua sông nữa. Vào khoảng thời gian 1975-1980, hoàn cảnh đất nước khó khăn, mọi người trong xóm cơm không đủ ăn, nhưng mẹ không bao giờ để chúng tôi chịu đói ngày nào. Sau này, mỗi lần nhắc lại quá khứ, mẹ chỉ nói: cực mấy má cũng chịu được, nhưng đừng có khổ. Chúng tôi rất tự hào về mẹ tôi. Mẹ là người cha tuyệt vời và cũng là người mẹ đảm đang. Với cái tuổi 74 của mẹ hiện nay, mẹ vẫn còn khỏe mạnh và đầy nghị lực. Bây giờ anh chị em tôi đã có gia đình, con cháu đầy đủ, cuộc sống ổn định và vẫn gần mẹ. Mọi việc lớn nhỏ anh chị đều hỏi ý kiến mẹ. Tuy tôi đã lớn, nhưng mỗi khi được ở gần mẹ, tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng lo cho mẹ đầy đủ để đền bù lại những khổ đau mà mẹ đã gánh chịu trong quá khứ với lòng kính mến và biết ơn. Xin tiếp tục dâng lễ sốt sắng cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà và mọi người đã khuất, và cũng để đáp lại phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc đã nuôi nấng lên bản thân tôi cũng như tất cả mọi người đang ngồi đây. Để nếu có điều gì chúng ta lầm lỡ, thiếu sót, bất hiếu với cha mẹ, xin nói lên: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Ba ơi, xin tha thứ cho con. Và quyết tâm trở nên người con tốt, hiếu thảo và có ích cho gia đình và mọi người. Amen.